Anh Vũ Minh Nhật 22 tuổi kể lại rằng, khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 7, anh đi từ nhà ở phường 3, quận Bình Thạnh đến trụ ATM của trên đường Phan Xích Long để rút tiền đi mua thực phẩm. Khi còn cách cây ATM khoảng 10 mét thì anh bị cán bộ chốt kiểm dịch tại giao lộ Phan Xích Long Hoa Sữa yêu cầu dừng xe. Anh đã giải thích là hết tiền và nhà hết đồ ăn, mình cũng đang thất nghiệp nên chỉ đi rút tiền để mua thực phẩm. Tuy nhiên anh vẫn bị phạt. Giải thích về quyết định xử phạt, bà Nguyễn Huỳnh Hải đang chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 7, quận Phú Nhuận cho rằng phạt là đúng. Các siêu thị gần nhà hơn sao anh Nhật không mua mà lại từ phường 3 qua phường 7? Hiện nay ngân hàng cho thanh toán qua thẻ, tại sao lại đi rút tiền mặt làm gì? Các luật sư cho biết Ủy ban nhân dân phường 7 phạt sai, áp dụng sai tinh thần của Ủy ban nhân dân thành phố vì rút tiền mua lương thực là chính đáng.